Rồi hai bên nó bước vào trong thi đấu rồi anh em nhé. Nào, mình cho anh em xem cái kết quả của bên kia kìa. Đấy, anh em thấy được rằng là hai cái bên màu xanh kia, đó là anh em Băng Ngáo và anh em Băng Tụ Nghĩa, sẽ bước vào chung kết của server Tử Cấm Thành nhá. Đấy, còn bên này thì sẽ là chung kết được diễn ra giữa anh em Băng M và anh em Băng Chơi. Để bình chọn cho M, anh em sẽ comment của mình chữ M nhá. Còn để ủng hộ và bình chọn cho Chơi, sẽ comment cho mình chữ Chơi. Chứ Choi cũng được. Choi cũng là Chơi mà, Chơi cũng là Choi anh em. Bang chủ của Bang Chơi là chú Quệ đến từ Hà Giang, còn bang chủ của M là Long Hóa Rồng đến từ Hải Phòng. Trận đấu đầu tiên, 7 thành viên của anh em Bang M sẽ ra sân màu chữ tím, còn 7 thành viên của em Bang Chơi sẽ là màu chữ xanh. M đã vượt qua được Thiên Đế, còn M đã vượt qua được Xã Đoàn, còn Chơi vượt qua ở Thiên Đế ở trong vòng loại. Trận đấu bắt đầu. Thiên Nhẫn Bùa Điên của anh em Bang Chơi đã kịp kết bùa rồi. Em biết được rằng Dĩ Việt Nam luôn đi đầu vào tiên phong trong những giải đấu, đặc biệt là phần thưởng đến từ ban quản trị. Sắp tới chúng ta sẽ có lộ trình là Võ Lâm Minh Chủ sẽ cực kỳ hấp dẫn từ trong cách sắp xếp thi đấu và cả ở trong giải thưởng nữa. Anh em sẽ đợi những thông báo mới nhất đến từ Dĩ Việt Nam, nơi sẽ tái khởi bộ huyền thoại và một sân chơi đúng nghĩa dành cho em đam mê Võ Lâm truyền kỳ. Bùa Điên xuất sắc. Tình huống Bùa Điên vừa rồi của em Băng Mở, tuy nhiên thế trận vẫn đang chia đều cho cả hai bên. Nhưng ngay sau tình huống mình vừa dứt lời thì anh em Bang Chơi đã có một pha lật ngược tình thế rất tay, và Chơi đã đội hình giành chiến thắng rồi, giống như những sát thủ ở trong server chết cha chết nhầm vàng, giống như những sát thủ ở trong server Tụ Hiền Trang. Nhưng hôm nay họ đã đánh bại được anh em Bang Mở để có được lợi thế ở trong loạt trận đầu tiên. Mình xin công bố kết quả em nhé. Chung kết 1, Chơi thắng. Đấy, những người cảm tưởng như là đội hình lót đường, nhưng đang là đội hình sẽ chuẩn bị có được lợi thế để bước lên đỉnh vinh quang của Tụ Hiền Trang. Những anh em nào mà đang nằm kèo, nằm cửa với Bang M, có lẽ bây giờ chạy ngay vào trong phòng của con và đóng ngay bỉm vào. Đây sẽ là trận đấu sẽ không dành cho những người có tiền sử của bệnh đái tháo đường, cũng giống như là bệnh tim. Và những thành viên của Chơi đang nở nụ cười rất giòn giã. Họ đã có được lợi thế và tinh thần sảng khoái ở trong loạt trận đầu tiên rồi. Cũng thêm một trận nữa thì Chơi sẽ là đại diện của Tụ Hiền Trang bước vào trong trận đấu liên server cùng với đội vô địch ở bên server Tử Cấm Thành. Khán giả đang có những câu nói rất dễ thương dành cho anh em Băng M, đó là anh em Băng M tuổi bé yêu anh em ạ. Em thấy không, sự chuyên nghiệp của Tụ Hiền Trang được thể hiện qua cách thức báo danh thi đấu rất nhanh thôi. Sau mỗi loạt trận họ mua máu party nhau và vào sàn đấu mà không cần phải trọng tài thúc giục. Đây là những điều mà những bang hội mới tới Dĩ Việt Nam sẽ cần phải học hỏi để cho những trận đấu của chúng ta sẽ được diễn ra nhanh và chuyên nghiệp nhất. Trận thi đấu thứ hai với lợi thế thuộc về em Băng Chơi. Vậy là chúng ta đã nhận được thông tin rồi, anh em Băng Ngáo họ đã vô địch ở bên server Tử Cấm Thành và đại diện cho Tử Cấm Thành thi đấu ở trong trận đấu liên server BO5. Còn trận đấu này và trận đấu sau nữa sẽ tìm ra được đại diện của Tụ Hiền Trang bước vào trong trận chung kết của liên server. Anh em thấy không, một giải đấu đã mang đậm dấu ấn về ý tưởng sáng tạo của Dĩ Việt Nam đến từ những cái đầu nhiều đá của admin tổng ăn yếu cày. Những ý tưởng cảm giác chỉ có ở trên mây thôi. Một giải đấu thất đại cao thủ liên server, mỗi băng hội đăng ký tham gia sẽ có 7 ác.
với 7 hệ phái ban quản trị đã cung cấp. Ác thì là 120, đồng đồ đồng cấp, mắc sách vở loại 1 và loại 2. Một giải đấu sẽ vinh danh cho bang hội xuất sắc nhất. Trận đấu bắt đầu rồi. Cơ hội cuối cùng để cho M có thể tìm kiếm được tấm vé và bước ra biển lớn so tài cùng với bang hội vô địch ở bên server Từ Cấm Thành. Đó là bang hội Ngáo. Bang hội đã vượt qua được 14 bang hội khác bên Từ Cấm Thành. Vâng, M đang cho chúng ta thấy một sự trỗi dậy mạnh mẽ, giống như cơn đại hồng thủy vậy. Họ đang cuốn phăng anh em bang chơi ở trong những giây đầu tiên của trận đấu. Cảm giác như ở trong trận đấu đầu tiên chỉ là một pha nhá kèo của M để tăng độ kịch tính cho màn đối đầu của chung kết vào thôi. Tuy nhiên sẽ phải thật cẩn thận, chúng ta đang có một tình huống bùa điên của anh em bang chơi. Vâng, thành viên cuối cùng của anh em bang chơi đó là THTCB Toạch. Ôi, như cái va nó bị lỗi anh em ơi. Tiên sư 4 nó bị lỗi anh em ạ. Em chờ tí. Rồi, mình sẽ công bố kết quả em nhá. Trận 2 M thắng, tỷ số là 1 đều. Bây giờ chúng ta sẽ cùng tiến hành một trận đấu nữa để tìm ra ngôi vị vô địch của Tụ Hiền Trang. Nếu bang hội là vô địch của Tụ Hiền Trang thì sẽ đánh cùng với em bang Ngáo. Em thấy không? Ngáo họ đã đến từ rất sớm rồi để chuẩn bị một trận đấu cảm giác như chung kết của C1 vậy. Giải đấu hàng đầu của bóng đá châu Âu. Đội vô địch ở trong tất cả các giải đấu sẽ gặp nhau khi Ngáo đang là đại diện của Tụ Hiền Trang và sẽ thi đấu cùng với đội giành chiến thắng ở trong loạt trận cuối cùng vậy. À, biết Ngáo đại diện cho Từ Cấm Thành sẽ thi đấu với cùng đội vô địch của Tụ Hiền Trang. Éo ỉa đái giờ này con đang làm ỉa đái gì nào. Chúng ta sẽ đến với trận 3. M và chơi sẵn sàng chưa? Trận đấu quyết định, trận đấu để tìm ra ngôi vị vô địch của Tụ Hiền Trang và cũng là tấm vé ở trong loạt trận siêu cấp. Đang làm việc em ạ. Ỉa đái sau, không ỉa đái giờ đấy anh em. Khán giả đang ngồi theo dõi nín đi em ạ. Đóng bìm vào. Đấy em thấy chưa, nhiều trận đấu này đến con mình nó cũng phải đóng bìm rồi. Anh em vậy, người nào mà có tiền thủ của bệnh đái tháo đường thì phải đóng bịp luôn anh em nhá. Nào, chúng ta sẽ đến với loạt trận chung kết cuối cùng. Loạt trận thi đấu thứ 3 giữa em bang M và em bang chơi. Hai bang hội xuất sắc nhất ở trong những bang hội có mặt ở Tụ Hiền Trang. Server đã khai mở ra suốt 9 tháng vừa qua của Zip Việt Nam rồi. Điều đặc biệt nhất đến từ hội vô địch của Tụ Hiền Trang đó là một bức tranh được phủ vàng 24K, quán quân vinh danh bang hội, 6 dung hoàng kim môn phái, một lễ bao hiệp cốt và một lễ bao định quốc. Đây là một phần quà tri ân của Tụ Hiền Trang dành cho các bang hội sau khi họ đã cống hiến suốt 9 tháng vừa qua. Sau này thì ở bên Tử Cấm Thành cũng có anh em nha. Nào, một phút chuẩn bị, anh em sẽ cho mình một cái bình luận nào. Nếu anh em nghĩ rằng anh em bang M sẽ chiến thắng ở trong loạt trận cuối cùng này, sẽ comment cho mình chữ M nhá. Còn anh em nào nghĩ rằng anh em bang chơi giành chiến thắng thì sẽ comment cho mình chữ chơi. Họ sẽ là đại diện của Tụ Hiền Trang đánh cùng với đại diện của anh em bên Từ Cấm Thành, đó là em bang Ngáo. Rất căng thẳng. Trận đấu không có chỗ cho sai lầm. Trận đấu sinh tử rồi. Những người anh em trên biến dưới thuyền, nhưng hôm nay họ sẽ thi đấu dưới bao cờ sắc áo của bang hội mình. 7 thành viên của anh em bang chơi và 7 thành viên em bang mở. Trận chung kết của server Tụ Hiền Trang, trận đấu cuối cùng. Sau đó chúng ta sẽ bước vào trong trận đấu liên server. Bắt đầu rồi. M đã có một tình huống giải quyết rất nhanh anh em bang chơi ở trong loạt trận đấu thứ 2 để đưa tỷ số về 1 đều.
Bây giờ liệu họ có làm được điều tương tự hay không? Khi M là một trong những bang hội đánh giải có thể nói là rất tốt ở xe bảo thủ Hiền Trang của chúng ta. Tuy nhiên em bang chơi giống như một chú ngỗ của mùa giải vậy. Họ đã có màn trình diễn quá thuyết phục trước anh em bang Thiên Đế và một chiến thắng đầu tiên trước em bang M ở trong loạt trận chung kết này. Đội hình của M đang xoay tròn lấy Ngami làm trung tâm với vòng tua của mình. Đó là cách mà lượng búp của Ngami sẽ được tận hưởng là tối đa. Thôi cảm giác là đóng hòm chơi rồi anh em ơi. Trận đấu đang kết thúc với một tốc độ khá nhanh anh em ạ. Thì bây giờ thành viên của chơi chỉ còn có 4 người nữa thôi. Còn 3 người cơ hội để cho M bước lên ngôi vị vô địch. Họ sẽ là nhà vô địch của tụ Hiền Trang. Chúc mừng cho M. Nó xứng đáng với màn thể hiện của anh em băng mà. Ủa cái va nó bị lỗi anh em ạ. Nó bị làm sao đấy. Thôi tắt va đi. Chúc mừng cho M. Rồi. Kết quả anh em nhé. Chung kết 3 M thắng 2-1. M vô địch anh em nhé. Anh em chờ tí. Anh em băng áo sẵn sàng chưa? Ở loạt trận vô địch liên server này, chúng ta sẽ đánh theo thể thức là BO5 anh em nhé.